Xin chào mọi người, trong video lần này thì Moon sẽ hướng dẫn các bạn cách mà mình nói dạng rút gọn của động từ to be khi đi với cả các đại từ nhân sinh trong tiếng Anh. Bài học cái cách nói này sẽ giúp các bạn nói được nhanh hơn, lưu loát hơn, tự nhiên hơn, đồng thời là sẽ giúp mình nghe hiểu người bản xứ tốt hơn rất là nhiều. Chúng mình hãy cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên là đại từ I khi kết hợp với động từ to be am, giọng rút gọn sẽ là I'm, tức là I và âm ở cuối I'm. Nếu mà nói nhanh, bởi vì cái thành tố này trong câu thường nó sẽ không được nhấn, các bạn có thể chuyển I về âm ở, đọc là âm. Ví dụ, mình có hai cách đọc trong câu này: I'm a student, hoặc là I'm a student. Tiếp theo là đại từ you kết hợp với động từ to be are. You are, nếu mà giọng rút gọn mình sẽ đọc là your, nghe giống từ của bạn, your. Hoặc nếu các bạn rút gọn hơn nữa, bởi vì trong câu cái thành tố này cũng thường không được nhấn, chuyển về âm ở, đọc là you're a student, hoặc là you're a student. Có hai cách đúng không? Mình cùng đọc lại nhá. Cách đầu tiên mình đọc là you're này, you're a student. Cách thứ hai mình đọc thành âm you're a student. Tiếp theo nữa là từ they are, khi mà mình đọc theo dạng rút gọn này mình sẽ đọc thành there, nghe giống như từ của họ, there, they are, there, they're students. Từ tiếp theo nữa là we are, giọng rút gọn đọc là were, chỉ như vậy thôi, rất là nhanh, giống như từ were, động từ to be giọng quá khứ đúng không? Mình đọc giống như hệt như vậy luôn, were students, were late. OK. Tiếp theo nữa là he is, mình sẽ đọc là he's với một âm z cuối. He's a student. He's a student. Lưu ý mình có nối âm ở đây, phải âm z nối với a. He's a student. Trong tiếng Anh Mỹ mình sẽ đọc là student, âm u thay vì âm u trong tiếng Anh mình sẽ đọc là student. She is, giọng rút gọn đọc là she's. She's a student. Tiếp theo nữa là it is, các bạn có thể đọc giọng rút gọn là it's. Khi mà mình nói là it và có phẩy s thì các bạn sẽ đọc thành là it's, tức là mình không đọc là it's, mình không bật âm t ra như vậy, mà mình sẽ ngắt âm t, ngắt âm t, mình sẽ stop cái âm này bằng cách là mình đọc là it, là mình để cái đầu lưỡi của mình ở sát cái phần lợi đằng sau răng cửa hàm trên để mình chậm khí. It ở đây chính là âm t, mình dừng. OK, it, sau đó mình bật âm s ra, it's. Nó sẽ có độ ngắt, nó khác với cả việc các bạn không ngắt gì cả. Các bạn chỉ ghép mỗi âm e với âm is là sai. Các bạn phải ngắt. It's. Ví dụ, it's beautiful. It's beautiful. OK. Muốn hy vọng là sau video này các bạn đã nắm được cách nghe hiểu cũng như là cách nói chính xác cái dạng rút gọn của động từ to be. Cảm ơn mọi người theo dõi video và chúc các bạn nói tiếng Anh thật hay. Bye bye.